Xin chào quý vị và các bạn, và thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong video so sánh xe của Auto Daily. Như các bạn đã biết thì hiện tại có rất nhiều khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe sedan phù hợp để chạy dịch vụ, và việc phân vân giữa hai lựa chọn Vios 1.5 EMT hay Kia Cerato 1.6 SMT bản bay sẽ luôn là hai mẫu xe rất đáng được cân nhắc. Vios EMT số sàn là thương hiệu đã rất nổi tiếng và ăn sâu vào tâm trí của người tiêu dùng tại Việt Nam. Còn Kia Cerato 1.6 SMT là phiên bản mới ra mắt của Thaco. Với giá bán khá thấp, Kia Cerato mục tiêu giành thị phần của mẫu xe ăn khách Toyota Vios trong phân khúc xe sedan hạng B tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, mời các bạn cùng xem Kia Cerato 1.6 SMT bản bay có gì để đánh bại được Vios qua video này. Xét về phần ngoại thất thì Toyota Vios EMT có thiết kế mới mẻ cùng phần đầu xe, có bộ lưới tản nhiệt với thanh ngang mạ chrome sáng bóng được vuốt lên cao dạng chữ V. Xe bố cục cụm đèn trước halogen tạo cái nhìn thân thiện và hài hòa. Còn Kia Cerato phiên bản mới cá tính với bộ lưới tản nhiệt mũi hổ quen thuộc của hãng được đặt giữa cụm đèn trước halogen với gương cầu và giải đèn LED định vị ban ngày. Tiến ra phần thân xe của Vios và Cerato không có quá nhiều khác biệt khi cả hai xe đều sở hữu những đường gân nổi kéo dài từ tay nắm cửa về phía sau. Hai xe cùng sở hữu những bộ la răng có thiết kế khá riêng, nhưng Kia Cerato lại một lần nữa ăn điểm khi được trang bị bộ la răng 16 inch thể thao, còn Vios chỉ được trang bị bộ la răng 15 inch. Cả hai đều sở hữu kính chiếu hậu có thể chỉnh điện, nhưng Vios lại không có đèn xi nhan báo rẽ trên gương, và muốn gập gương thì chúng ta lại phải sử dụng bằng tay. Còn Kia Cerato không những gương chiếu hậu có thể gập điện mà còn có thêm đèn chào welcome light. Đuôi xe của Toyota Vios nhẹ nhàng và khá trung tính, nhưng được tạo nên bởi những đường cong bo tròn cùng hai đèn hậu dạng cánh quạt đối xứng. Xe thì có ống xả đơn nằm tách biệt khá rời rạc. Còn Kia Cerato có tạo hình phần đuôi xe thể thao hơn đối thủ, cụm đèn hậu sắc nét với giải LED ôm sát vào thân và đuôi xe. Còn một điểm cộng lớn cho Kia Cerato khi được trang bị nút mở cốp, còn Toyota Vios thì phải mở ở trên chìa khóa hoặc lẫy ở trong xe, một sự bất tiện đối với người dùng. Kia Cerato SMT 2018 có chiếm ưu thế hơn khi mang đến cho người dùng 7 lựa chọn về màu sắc. Còn đối với Vios chỉ có 5 lựa chọn về màu sắc mà thôi. Mời các bạn tiến tiếp vào không gian nội thất để cùng Auto Daily khám phá hai mẫu xe này. Cái sự rộng rãi và thoáng đãng hơn cái mẫu xe Nhật Bản là điều mà Cerato có được với chiều dài cơ sở 2700mm, trong khi đối thủ đến từ Nhật Bản chỉ có 2550mm mà thôi. Bảng táp lô của Toyota Vios thì vẫn là cái dạng chữ T quen thuộc. Kia Cerato thì có bố cục hướng về phía người lái như chúng ta vẫn thấy ở trên những mẫu K3 trước đây. Đối với cái mẫu Kia Cerato thì các bộ phận ở trên cái bảng táp lô thì được bày trí khá là tỉ mỉ, đôi chỗ còn được điểm xuyết một vài những chi tiết mạ bảng sáng bóng. Nhưng mà khi chúng ta sờ hay chúng ta vỗ vào những cái vật liệu thì chúng ta sẽ thấy được là cái phần vật liệu này sẽ được làm không được chắc chắn. Còn đối với Toyota Vios thì vẫn đi theo cái hướng thiết kế đơn giản với cách bố trí bố cục vừa mắt. Đối với vô lăng của Kia Cerato thì chúng ta có thể điều chỉnh 4 hướng, tích hợp những cái núm điều khiển âm thanh, điều chỉnh cái phần menu ở trên đồng hồ trung tâm và kèm theo cái nút điều khiển cruise control để chúng ta set những cái mức ga tự động. Rất tiếc là trên cái vô lăng của mẫu xe này thì không có cái chế độ thoại rảnh tay. Ghế lái được chỉnh điện 6 hướng, ghế sau thì sẽ được gập theo tỷ lệ 60-40 nhằm tăng kích thước cho cái nhu cầu để đồ ở phía sau. Mời các bạn cùng sang với cả cái phần vô lăng, cái khu vực điều khiển chính mà những bác tài sẽ sử dụng ở trên cái mẫu Toyota Vios. Thì vô lăng xe thì không được trang bị một cái phím chức năng bất kỳ nào cả. Vô lăng thì chỉ được chỉnh tay hai hướng mà thôi. Mặt khác thì ghế ngồi của Vios sử dụng cái chất liệu nỉ đi kèm các tính năng cơ bản. Ở phía sau hàng ghế thứ hai thì chúng ta cũng có thể gập được 60-40 để tăng cái không gian để đồ cho cái phần cốp. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nói đến cái vấn đề tiện nghi của hai mẫu xe. Khi được ứng dụng hàng loạt những công nghệ hiện đại cho sản phẩm mới của mình nhằm chinh phục khách hàng là chiến lược mới của hãng xe Kia đề ra. Do đó, nội thất của Kia Cerato khá ấn tượng với điều hòa tự động hai vùng độc lập, có lọc khí ion và cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Hệ thống thông tin giải trí của Cerato bản bay sẽ được lược bỏ khá nhiều, bởi vì khi lược bỏ đi những cái tính năng tiện nghi thì nó cũng sẽ ít hỏng hóc hơn. Còn xe thì sẽ chỉ được trang bị 6 loa để đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản của hành khách mà thôi. Bù lại thì Cerato có một số những cái tính năng phụ như là đèn trang điểm này, kính chiếu hậu bên trong được chống chói, và cái cửa kính người lái thì chúng ta sẽ được điều khiển 4 trạng quay ngược lại với cả cái chiếc Toyota Vios. Thì thật sự ở trong Toyota Vios thì những cái công nghệ và những cái tiện nghi ở trên xe thì gần như là không được trang bị. Cửa kính của xe, phần kính lái thì cũng sẽ chỉ được trang bị điều khiển lên 1 trạng mà thôi. Hệ thống âm thanh của xe là 4 loa, và chúng ta cũng sẽ được trang bị những cái tính năng khá cơ bản, một
cái đầu CD đi kèm có thể kết nối Bluetooth và chúng ta có thể kết nối đàm thoại, nhưng mà phải sử dụng cái nút bấm ở trực tiếp ở trên cái phần đầu ở chính giữa của cái bảng táp lô trung tâm. Khi đi đến cái khả năng vận hành thì một lần nữa Kia Cerato lại vượt trội hơn Vios khi xe được trang bị khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 16 van DOHC, sản sinh cái công suất tối đa là 128 mã lực, mô men xoắn cực đại là 157 Nm đi cùng với cả hộp số sàn 6 cấp truyền thống. Dù không mang đến được cái độ mượt mà như các hộp số tự động hiện đại trên thị trường, tuy nhiên Cerato tự hào khi có được cái cảm giác lái khá là chân thật. Xe Toyota Vios thì trang bị động cơ 2NRFE, dung tích là 1.5 lít, ứng dụng công nghệ van biến thiên kép đua VVT-i của Toyota, sản xuất công suất là 107 mã lực và mô men xoắn cực đại là 140 Nm. Vâng, thông qua những cái con số vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là nếu mà xét về cái khả năng vận hành và cái độ mạnh của động cơ thì Kia Cerato đang có phần nhỉnh hơn so với cả mẫu Toyota Vios. Ngoài ra với cái hệ thống trợ lực điện, hành ga tự động và có hai cái chế độ lái là Normal và Sport thì Cerato càng cho thấy ngoài khả năng đáp ứng cái nhu cầu chạy dịch vụ thì xe cũng xứng đáng là người bạn đồng hành lý tưởng khi sử dụng cho mục đích cá nhân. Như đã nói với các bạn ở phía trên thì Kia Cerato được trang bị bộ la răng 16 inch và cái bộ lốp thì có cái thông số là 205/55R16. Phanh trước và phanh sau của xe thì đều được trang bị phanh đĩa. Còn đối với Toyota Vios thì sao? Chỉ được trang bị bộ mâm 15 inch, thông số lốp là 185/60R15 và phanh trước là phanh đĩa, còn phanh sau thì chỉ được trang bị phanh tăng trống mà thôi. Xét về cái công nghệ an toàn thì có chung những cái hệ thống an toàn cơ bản như là chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hai túi khí, dây đai an toàn cho tất cả các ghế. Đối với cái mẫu Toyota Vios 1.5 EMT có giá bán là 531 triệu, nhưng lại có được cái sự yêu thích và sự tin tưởng của nhiều người dùng tại Việt Nam về độ bền bỉ của động cơ cũng như cái khả năng giữ giá tốt. Tuy nhiên, những cái năm gần đây thì các dòng xe Hàn Quốc đã có được những cái bước đột phá mới về tiện nghi và khả năng vận hành của mình, và Kia Cerato SMT thì có cái mức giá bán là 499 triệu. Với hai cái mức giá bán như vậy thì mời các bạn comment ngay phía dưới video này chiếc xe mà các bạn lựa chọn. Còn bây giờ, xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam.